các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ, Kissinger tại Paris. Tác giả Lưu Văn Lợi, Nguyễn Anh Vũ. Giọng đọc Hải Yến, số 28. Cuộc họp ngày mùng 1 tháng 8, hai phương án để thăm dò và mặc cả. Để chuẩn bị cho cuộc họp ngày mùng 1 tháng 8 năm 1972, ngày 22 tháng 7, Hà Nội thông báo tình hình cho Lê Đức Thọ và Xuân Thủy. So sánh lực lượng chung ở miền Nam trên chiến trường Đông Dương đang phát triển có lợi cho cách mạng. Nội bộ Mỹ mâu thuẫn gay gắt giữa nhân dân Mỹ và Nixon, giữa hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ trong vấn đề Việt Nam. Trong việc giải quyết vấn đề, Việt Nam so sánh lực lượng ở chiến trường là chính. Nhưng lúc này, vấn đề lợi dụng mâu thuẫn gay gắt trong cuộc bầu cử ở Mỹ rất quan trọng. Cần lợi dụng đúng mức sức ép của nhân dân Mỹ và mâu thuẫn giữa hai đảng. Từ nay đến Đại hội Đảng Cộng Hòa ngày 24 tháng 8, cần bàn những nguyên tắc lớn trên cơ sở phương án cao và trung bình của ta. Lê Đức Thọ và Xuân Thủy cho rằng chủ trương của ta là đẩy mạnh đấu tranh trên ba mặt trận quân sự, chính trị và ngoại giao, tranh thủ giải quyết vấn đề Việt Nam trong năm 1972, chuyển cuộc đấu tranh theo một chiều hướng mới bằng phương pháp đấu tranh chính trị là chính. Mặt khác, đề phòng Nixon không chịu đáp ứng yêu cầu tối thiểu của ta, ta cần tích cực chuẩn bị tiếp tục cuộc chiến đấu sau năm 1972. Trên chiến trường, về mùa mưa, hoạt động của ta có hạn chế, địch cố gắng phản công. Ta có những khó khăn nhất định trong việc làm cho so sánh lực lượng có lợi hơn cho ta trước khi hết mùa mưa. Ở Mỹ, cuộc vận động tuyển cử sẽ gay gắt trong 2 tháng 9 và 10 năm 1972, thời điểm mà ta có thể lợi dụng tốt mâu thuẫn giữa hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ để giành một giải pháp có lợi cho ta là từ tháng 8. Xuất phát từ nhận định trên, Lê Đức Thọ và Xuân Thủy đã đề nghị với Bộ Chính trị: 1. Từ nay đến Đại hội Đảng Cộng Hòa, hướng chính của ta trong gặp riêng là bàn những nguyên tắc lớn trên cơ sở những yêu cầu tối đa của ta nhằm thăm dò ý đồ Mỹ và nhằm buộc Mỹ đi vào giải quyết toàn bộ với ta. Về phía Mỹ, có nhiều khả năng từ nay đến đấy Nixon cũng chưa ngả con bài ra. Nhưng nếu trong thời gian này Mỹ muốn đi vào giải quyết thì ta cũng không bỏ lỡ thời cơ. Đến Đại hội Đảng Cộng Hòa, nếu Nixon chưa chịu giải quyết thì thời cơ để có thể giải quyết là vào khoảng tháng 10. 2. Từ nay đến Đại hội Đảng Cộng Hòa, ta cần thảo luận với Kissinger về phương hướng chung và hướng Mỹ đi dần vào lập trường giải quyết của ta. A. Ta nói với Kissinger là ta ghi nhận lời tuyên bố của Mỹ trong phiên họp ngày 19 tháng 7. B. Ta đồng ý với Mỹ muốn giải quyết được vấn đề thì phải gây được tin cậy lẫn nhau. Ta muốn tin rằng Mỹ thật sự tôn trọng và thực hiện những điều tuyên bố trên đây. Nhưng đi vào giải quyết thì những đề nghị mùng 8 tháng 5 năm 1972 cũng như đề nghị 5 điểm tháng 7 năm 1972 của Mỹ mâu thuẫn với tuyên bố trên đây. Ta vạch rõ các mâu thuẫn đó, xoáy vào vấn đề Mỹ vẫn duy trì ngụy quyền Sài Gòn và thực tế chống lại chính phủ hòa hợp dân tộc. C. Ta đưa ra hai cách giải quyết vấn đề cả quân sự và chính trị. Về quân sự, Mỹ chấm dứt các hoạt động quân sự ở Việt Nam, rút hết quân Mỹ và quân đồng minh trong 2 tháng, thả tù binh và thường dân bị bắt trong 2 tháng. Mỹ có trách nhiệm hàn gắn vết thương chiến tranh và xây dựng lại hai miền Việt Nam. Về chính trị, trong thời gian từ hòa bình lập lại đến khi tổng tuyển cử, không bên nào được áp đặt chế độ chính trị của mình, không bên nào thôn tính bên nào, thành lập chính phủ ba thành phần ngang nhau, bình đẳng với nhau, không do bên nào khống chế.
tổng tuyển cử trong vòng 6 tháng sau khi ký hiệp định. Ngay sau khi ký hiệp định về một giải pháp toàn bộ thực hiện 3 việc cùng một lúc, Thiệu từ chức, chính phủ 3 thành phần nhậm chức, ngừng bắn. Lê Đức Thọ và Xuân Thủy cũng đề nghị tách các vấn đề ra thành hai loại. Các vấn đề giữa Mỹ và Việt Nam gồm có chấm dứt mọi hoạt động quân sự và các lực lượng vũ trang Việt Nam ngừng tấn công quân Mỹ, rút quân Mỹ và đồng minh, thả các quân nhân và thường dân bị bắt. Mỹ có trách nhiệm trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh, cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam như Hiệp định Geneva 1954 quy định, chấm dứt viện trợ cho chính quyền Thiệu và tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân miền Nam. Các vấn đề nội bộ Việt Nam gồm có vấn đề thống nhất Việt Nam do nhân dân Việt Nam giải quyết lấy, không có can thiệp của bên ngoài. Vấn đề nội bộ miền Nam gồm có vấn đề chính quyền, ngừng bắn giữa hai bên miền Nam sẽ do các bên miền Nam giải quyết. Ta sẽ đưa cho Mỹ bản viết nội dung trên. Nếu Mỹ công bố nội dung gặp riêng, ta công bố văn bản này. Lê Đức Thọ và Xuân Thủy đều hiểu rằng để giải quyết vấn đề Việt Nam theo yêu cầu của ta, phải giành được một sự so sánh lực lượng có lợi cho ta là chính, nhưng đồng thời coi trọng lợi dụng mâu thuẫn địch. Mâu thuẫn hai phe ở Mỹ đang phát triển. Thắng lợi của McGovern là bất ngờ đối với mọi người. Cương lĩnh của McGovern về Việt Nam và về nội bộ Mỹ là tiến bộ và mạnh. Thắng lợi đó gây thêm khó khăn cho Nixon. Nixon phải tiến hành một cuộc tranh cử gay go. Ta có thuận lợi hơn trước, song song với tiến bộ trên chiến trường để ép Nixon về một giải pháp có lợi cho ta. Nhưng ta cần lợi dụng mâu thuẫn của hai phe cho đúng mức. Làm quá mức thì ta bỏ lỡ thời cơ. Nhưng nếu làm không đúng mức thì ta không lợi dụng được sức ép tuyển cử có lợi cho phía Việt Nam. Hai ông cũng cho rằng lập trường của McGovern và Nixon khác nhau cơ bản là trong thái độ đối với ngụy quyền Sài Gòn. McGovern đòi chấm dứt viện trợ quân sự cho ngụy quyền, chấm dứt dính líu về quân sự của Mỹ không điều kiện. Trái lại, Nixon đòi duy trì ngụy quyền, làm điều kiện cho việc dính líu về quân sự của Mỹ ở Việt Nam. Ta cần khéo léo và lợi dụng lập trường của McGovern để vạch và ép Nixon. Lập trường của ta trong vấn đề này không thể thấp hơn lập trường của McGovern. Cuộc tranh cử ở Mỹ sẽ gay gắt trong 2 tháng 9 và 10. Ta cần lợi dụng thời điểm này có lợi cho ta nhất. Ngược lại, Nixon lại ra sức giảm sức ép của tuyển cử và xoa dịu dư luận để đàm phán có lợi cho họ, để vượt qua tuyển cử mà không giải quyết. Mặt khác, lúc này Việt Nam rất cần thời gian để bố trí lại lực lượng, chuẩn bị cho việc chuyển hướng cuộc đấu tranh. Thời điểm tốt nhất là cuối tháng 9 và đầu tháng 10. Cần đi hai chân, vừa đàm phán với Nixon, vừa giữ khả năng gây khó khăn cho Nixon. Nếu ông ta muốn vượt tuyển cử để lừa bịp, mặt khác, chuẩn bị đối phó với những thủ đoạn của ông ta để vượt tuyển cử mà không giải quyết. Đồng thời, phải có kế hoạch làm ăn với phe đối lập trong các tình huống khác nhau. Nixon chưa đi vào giải quyết với ta, Nixon đang đi vào giải quyết với ta, và tình huống Nixon ngoan cố không chịu giải quyết. Trong đàm phán, cần tỏ cho Kissinger biết ý muốn của Hà Nội giải quyết với Nixon, nhưng đồng thời cũng sẵn sàng chiến đấu lâu dài, đừng để Mỹ hiểu ta sợ hoãn thương lượng đến sau bầu cử. Ta làm cho Kissinger biết ta không muốn can thiệp vào nội bộ Mỹ, nhưng ta không để cho Mỹ lợi dụng đàm phán để lừa bịp trong tuyển cử. Buổi gặp riêng ngày 1 tháng 8 năm 1972 giữa hai bên vẫn diễn ra ở ngôi nhà quen thuộc phố Đan Thơ. Hôm đó, đoàn ta đã chuẩn bị một phương án mới và cách đàm phán để trao cho Mỹ. Nhưng khi bắt đầu gặp nhau, Kissinger lại đòi đưa tin về cuộc họp. Xuân Thủy và Lê Đức Thọ bác bỏ ngay với lý do phía Mỹ không giữ lời hứa, làm cho dư luận bàn tán nhiều và nhiều cái không đúng.
Tuy nói là vấn đề thủ tục, nhưng ý Xuân Thủy như đã rõ là không để Nixon sử dụng diễn đàn này phục vụ cho tuyển cử. Tất nhiên, nhà hoạt động chính trị nhạy cảm như Kissinger hiểu ngay và tỏ ra bực bội. Ông ta thanh minh và dọa dẫm. Nếu các ông không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện của chúng ta thì tùy các ông, chỉ có hai cách lựa chọn. Hoặc là chúng ta có thể tuyên bố chung, đó là điều chúng ta đáng lẽ nên làm. Hoặc là người ta biết tôi vắng mặt thì chúng tôi có thể xác nhận. Lê Đức Thọ nhắc lại, do phía Mỹ cứ tiếp tục làm sai nên lần này chúng tôi không thỏa thuận công bố như lần trước. Các ông xác nhận thế nào là tùy các ông, chúng tôi nói thế nào là tùy chúng tôi, nhưng không nói về nội dung. Kissinger tiếp tục thanh minh, dọa sẽ kết thúc cuộc thương lượng. Ông ta nói, Hoa Kỳ không làm tuyên truyền, và nói thêm, nếu phía Việt Nam muốn biến cuộc bầu cử ở Mỹ thành một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề Việt Nam, thì Hoa Kỳ không chịu việc đó. Kissinger tỏ vẻ cay cú, nói đi nói lại nhiều lần và kéo dài hơn một giờ. Chưa hết, khi kết thúc cuộc họp dài 8 giờ hôm đó, ông ta còn nhắc lại nữa. Đi vào nội dung, Kissinger nhận nói trước, nhưng xin lỗi ngay là ông phát biểu hơi dài. Ông ta đưa ra một kế hoạch mới 12 điểm. Trước khi trình bày, ông ta bảo đảm lại là Mỹ sẽ tôn trọng mọi sự thỏa thuận, không những về tinh thần và cả lời văn nữa. Hơn nữa, ông ta còn sẵn sàng bảo đảm với các đồng minh của Việt Nam về việc đó, gắn mối quan hệ quan trọng của Hoa Kỳ với Moscow và Bắc Kinh vào thiện chí của Hoa Kỳ ở Đông Dương. Mở đầu kế hoạch, Kissinger nói, chúng tôi đồng ý cần giải quyết vấn đề quân sự và vấn đề chính trị cùng với nhau. Ông ta nói tiếp rằng, với cố gắng lấp hố ngăn cách giữa những bất đồng của hai bên và với thái độ thiện chí, phía Mỹ đã chấp nhận hình thức căn bản của đề nghị 7 điểm và 2 điểm nói rõ thêm về Việt Nam. Và để có thể nhanh chóng đi tới thỏa thuận hơn, Hoa Kỳ đã dùng cả cách viết của ta, khi nào Hoa Kỳ có thể làm được. Kissinger cười và nhìn Xuân Thủy. Ông Bộ trưởng sẽ hài lòng vì đã có 12 điểm rồi. Xuân Thủy, hôm trước ông có 5 điểm, bây giờ ông tăng thêm 7 điểm. Lê Đức Thọ, như vậy nếu tính về con số thì có tiến bộ lớn. Kissinger tuần tự đọc các điểm. Đọc đến điểm 6 thì thấy Xuân Thủy và Lê Đức Thọ trao đổi với nhau. Kissinger nói đùa. Hình như phía các ông có sự tranh luận với nhau cái gì. Chúng tôi nghĩ rằng nếu ông cố vấn và bộ trưởng cãi lộn nhau thì đó là bước đầu đi đến giải quyết. Ông ta cười thích thú và nói thêm. Nhưng tôi nghĩ việc đó không thể xảy ra trước ngày bầu cử. Đọc sang điểm thứ 7, Kissinger dừng lại và nói. Chắc các ông nghe lời lẽ quen tai lắm rồi vì giống câu của các ông. Đọc xong 12 điểm ông ta trao cho ta rồi bắt đầu giải thích. Các ông đòi rút toàn bộ lực lượng đồng minh và trang bị của họ và đòi hủy bỏ các căn cứ. Chúng tôi đồng ý và chúng tôi đã làm như vậy. Các ông đòi rút trong thời gian ngắn. Chúng tôi đã rút ngắn thời gian đó lại. Bây giờ chỉ còn 4 tháng. Nếu thỏa thuận được với nhau trước ngày mùng 1 tháng 9 thì binh sĩ Mỹ cuối cùng sẽ rời khỏi Việt Nam trước cuối năm nay. Về vấn đề chính trị, chúng tôi đã chấp nhận nhiều nguyên tắc về vấn đề này và đã đồng ý xét song song vấn đề chính trị và vấn đề quân sự. Các ông chủ trương chính phủ hiện nay phải thay đổi và chính phủ mới định ra một cơ cấu hiến pháp mới. Chúng tôi xác nhận thể thức đó và cũng chấp nhận hai giai đoạn của nó. Chúng tôi long trọng tuyên bố sẽ tôn trọng kết quả của quá trình mà chúng tôi đề nghị. Chỉ một điều mà chúng tôi không làm là định trước kết quả đó ở Paris. Chúng tôi không nhất thiết đòi phải có một chính phủ nhất định nào, nhưng chúng tôi không muốn ép một chính phủ nào cho Nam Việt Nam. Các ông đòi chúng tôi tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân Nam Việt Nam. Chúng tôi đồng ý với điều đó và sẵn sàng cam kết
nghiêm chỉnh tôn trọng diễn biến ở Nam Việt Nam sau khi hiệp định được ký kết, nghĩa là chúng tôi xác nhận những đòi hỏi của các ông. Cứ như vậy, bằng lời lẽ rất ngọt ngào, người nghe có cảm tưởng Mỹ rất thiện chí. Ông nói tiếp đến bầu cử tổng thống do một cơ quan độc lập có đại diện tất cả các lực lượng chính trị tổ chức và có giám sát quốc tế. Thiệu đã tuyên bố từ chức từ 2 tháng trước tuyển cử và thời gian Thiệu từ chức có thể mềm dẻo. Các ông đòi bảo đảm tự do dân chủ ở Nam Việt Nam. Chúng tôi đã đưa vào kế hoạch những bảo đảm về tự do dân chủ. Các ông đòi miền Nam có hiến pháp mới. Chúng tôi đồng ý là sau cuộc bầu cử mới, các lực lượng chính trị ở Nam Việt Nam sẽ họp nhau để sửa đổi hiến pháp trong thời gian 1 năm. Kissinger kết luận là Mỹ đã đáp ứng mọi khía cạnh của đề nghị chính trị của Việt Nam. Còn các điểm khác trong đề nghị 7 điểm, Mỹ đã đáp ứng mọi điểm về thực chất của nó. Bồi thường chiến tranh, Kissinger nói rằng Hoa Kỳ không chấp nhận được, nhưng sẵn sàng nghiên cứu một chương trình kiến thiết lớn cho cả Đông Dương. Về thời gian thi hành, Kissinger đề nghị 3 tháng sau khi thỏa thuận về nguyên tắc, đàm phán xong các chi tiết về việc thi hành các nguyên tắc đó, 4 tháng thì hoàn thành việc rút quân Mỹ, 5 tháng sau khi Mỹ rút, thỏa thuận các chi tiết về giải pháp chính trị. Cuộc bầu cử có thể diễn ra sớm hơn, sửa đổi hiến pháp trong 1 năm. Lê Đức Thọ hỏi thêm một vài điểm cụ thể, nhưng phát biểu tập trung phê phán việc Mỹ ném bom miền Bắc và diễn văn ngày 27 tháng 7 của Nixon ví miền Bắc như phát xít Hitler. Ông Thọ vạch rõ đó là lời vu khống vô đạo lý nhất. Ông nói, Mỹ có thể đem tất cả sức mạnh của mình để tàn phá nước tôi. Nhưng có một điều mà Mỹ không bao giờ làm được là phá tan quyết tâm sắt đá của nhân dân chúng tôi. Chúng tôi cho rằng để cho cuộc đàm phán đó có kết quả tốt, cả hai bên phải tạo những không khí thuận lợi cho việc nói chuyện này. Nếu các ông cứ tiếp tục ném bom các thành phố, khu đông dân, các công trình thủy lợi và đê điều gây ra nạn lụt ở miền Bắc, thì chúng tôi không thể ngồi nói chuyện với các ông như hiện nay và các ông phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Lê Đức Thọ đòi Mỹ chấm dứt ném bom và thả mìn. Tiếp đó, ông trao cho Kissinger bản ghi nhận các nguyên tắc về chính sách Mỹ mà Kissinger đã nói hôm 19 tháng 7. Ông cũng ghi nhận việc Mỹ đồng ý giải quyết cả vấn đề chính trị và quân sự song song. Về kế hoạch 12 điểm của Mỹ, Lê Đức Thọ nhận xét có một vài điểm mới, nhưng về cơ bản, lập trường về giải pháp của Mỹ vẫn chưa có gì thay đổi. Đặc biệt, trong vấn đề then chốt là vấn đề chính trị ở Nam Việt Nam. Trong khi Kissinger chờ đợi những nhận xét khác nữa, thì Lê Đức Thọ trình bày kế hoạch 10 điểm mới của ta. Đề nghị 10 điểm mới của ta vẫn là phương án cao, đòi Mỹ rút quân trong 1 tháng, lập chính phủ hòa hợp dân tộc 3 thành phần, có đầy đủ quyền lực đối nội, đối ngoại, xóa bỏ hẳn 2 chính quyền hiện có. Chỗ mềm dẻo là không còn đòi Thiệu từ chức ngay như một điều kiện, mà đồng ý Thiệu từ chức sau khi ký kết hiệp định toàn bộ. Đề nghị cũng mở ra việc nói chuyện giữa chính phủ cách mạng lâm thời và chính quyền Sài Gòn khi Hoa Kỳ và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thỏa thuận về các vấn đề về nguyên tắc, điều mà trước đây ta không chịu. Đề nghị mới cũng nêu ra trách nhiệm của chính phủ Mỹ đóng góp vào xây dựng lại 2 miền Việt Nam để hàn gắn vết thương chiến tranh. Trong phần giải thích, cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ nêu ra số tiền 8 tỷ đô la, miền Bắc 4,5 tỷ, miền Nam 3,5 tỷ. Về cách đàm phán, ông Thọ nêu ra 4 diễn đàn. 1. Diễn đàn giữa Hoa Kỳ và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thảo luận và giải quyết những vấn đề quân sự và những nguyên tắc cùng nội dung chủ yếu các vấn đề chính trị. 2. Diễn đàn giữa chính phủ cách mạng lâm thời và chính quyền Sài Gòn sau khi diễn đàn 1 đã được thỏa thuận sẽ mở ra để thảo luận và thực hiện những điều đã thỏa thuận ở diễn đàn 1 và bàn bạc
giải quyết những vấn đề cụ thể về quân sự và chính trị ở miền Nam Việt Nam. 3. Diễn đàn Tây Ba giữa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Chính phủ Cách mạng Lâm thời và Chính quyền Sài Gòn để giải quyết các vấn đề cụ thể liên quan đến hai miền. 4. Diễn đàn bốn bên giải quyết những vấn đề liên quan đến bốn bên. Kissinger hỏi một số điểm cụ thể và nhận xét rằng phía ta cũng như phía Hoa Kỳ đã đưa ra một đề nghị có ý nghĩa và không phải như một tối hậu thư. Ông ta cũng thanh minh, Hoa Kỳ không đánh vào đê điều, việc ném bom đê điều không phải là chính sách của Washington. Mỹ không có ý định gây nạn lụt ở miền Bắc. Ông ta cũng nhắc lại việc ngừng bắn tạm thời 4 tháng, việc giảm chiến sự. Sơ bộ Kissinger đưa ra một số bình luận về kế hoạch mới của ta. Hoa Kỳ sẽ không hoàn toàn rời khỏi Đông Dương nếu còn tù binh Mỹ ở Đông Dương. Hoa Kỳ không chấp nhận việc bồi thường chiến tranh nhưng sẵn sàng có hiểu biết và đóng góp vào chương trình tái thiết ở Đông Dương nhưng chưa cam kết được số tiền vì còn phải chờ ý kiến của Quốc hội Mỹ. Nhưng sẽ cố gắng để trước khi đàm phán kết thúc có được một con số thực tế để phía Việt Nam xem xét. Kissinger cũng đồng ý 4 diễn đàn nhưng chia làm 2 bước. Bước 1, Hoa Kỳ, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thỏa thuận các vấn đề quân sự toàn Đông Dương và những nguyên tắc về chính trị ở miền Nam Việt Nam, ký hiệp định chung ngừng bắn. Bước 2, người Việt Nam sẽ giải quyết các vấn đề chính trị ở Nam Việt Nam trên cơ sở những nguyên tắc mà Hoa Kỳ và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã thỏa thuận. Bước 2 này sẽ làm xong trong 3 tháng. Hai bên hẹn gặp nhau vào ngày 14 tháng 8 năm 1972. Kissinger cho ta biết là sau đó đến tháng 9 mới gặp nhau lại được vì ông ta còn bận họp Đại hội Đảng Cộng Hòa. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình của Win Win Việt Nam phát vào 12 giờ và 21 giờ hàng ngày. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.